Tinale Academy. Khóa học workshop nâng cao cấp tốc 3 ngày diễn ra tại PLMF sẽ được diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng theo mình để đi học buổi đầu tiên nhé. Trong khóa học này của bọn mình thì các bạn học viên đăng ký đều là những bạn mà đã có kinh nghiệm đi làm nghề rồi, và các bạn ý muốn là đi học để cập nhật thêm một số những cái kỹ thuật mới cũng như là mong muốn update hình ảnh đẹp và chuyên nghiệp hơn. Trong ngày đầu tiên này thì chị Tina sẽ training 3 concept makeup khác nhau, và ngoài học makeup ra thì các bạn học viên sẽ được học cả tóc nữa. 3 concept makeup và tóc khác nhau này sẽ tịnh tiến từ nhẹ đến mạnh. Các bạn hoàn toàn có thể áp dụng những cái tông makeup này vào tóc dành cho khách đi chơi, đi tiệc hoặc lên concept chụp hình, tạo hình đối với các bạn đang theo đuổi đa dạng phong cách. Và concept cuối cùng sẽ là concept mạnh nhất. Nếu như các bạn hay xem các tỷ tỷ Trung Quốc biến hình thì cái tông make up này chắc chắn là các bạn sẽ rất là mê luôn. Từ make up, tạo hình và phụ kiện thì cả 3 concept này đều mang đậm hơi hướng của đầu in Trung Quốc. Buổi học này của bọn mình đã diễn ra từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Rất nhiều những kiến thức liên quan đến xử lý lông mi, mọng mắt đã được chị Tina giải đáp ở trong buổi học này. Và buổi học thứ hai thì ngoài học make up và tóc ra, bọn mình sẽ hướng dẫn các bạn học viên set up một cái phông chụp đơn giản và hiệu quả tại nhà.